cơ. Dạ xôi, cái này bánh tiêu con sẽ làm một cái món rất là đặc biệt luôn, một cái vậy là 5.000, bà ba ăn thử đi bà ba. Bà hồi ba thử cái coi. Rồi. Có liền nha. Trời ơi sao mà nó khó khăn chứ còn gì nè, con lên đây đi. Hôm nay á cái sạp chỗ cô Hương nghỉ rồi. Dạ mấy ngàn. Dạ 5.000. Cái bánh tiêu này á là con mới lấy về là nóng hổi luôn. Con sẽ làm cho nha. Tư ơi, mua đi bà Tư ơi. Rồi nhìn bên trong nè, cái bánh nè, nó cực kỳ là đặc biệt luôn. Ở đây có xôi, con sẽ nhét vô cho mấy bà. Cái miệng nó bắt đồ ấy. Thiệt, mấy bà ăn thử đi, mấy bà thấy ngộ đúng không? Nhưng mà ngon lắm. Cảm ơn bố kiếm nó mua nữa. Con nhét vừa phải cho bà ba nha. Nhét cho bà ba vậy. Cái này là xôi gốc đó, bà ba. Là mua bánh tiêu phải mua bánh bò không mua? Không. Mỗi bữa con đã bán bánh tiêu với bánh bò rồi, hôm nay là bà ba ăn thử cái này đi. Bữa này bán bánh tiêu với xôi nè, bà Sáu ơi lại mua bánh tiêu thôi, con không cầm nè. Không vừa hả? Tại con nóng quá nên con nổi mụn. Rồi ăn thử đi nha, cảm ơn bà ba nha. Rồi rồi đợi con xíu. 5.000 mấy bà ơi. 5.000. Dạ không, cái này để không hư. Con Nhi nó biểu mua cho nó cái này nè. Có. Dạ. Cái này là 5.000 một cái nè, gồm có xôi và bánh tiêu, con sẽ nhét vô cho mấy bà nha. Mấy bà ăn thử đi, xôi này thì cực kỳ là dẻo không, luôn. Không có đi bộ, phải đi dài dài lên, ta biết ta mua. Trời ơi, con biết sao không? Ở dưới bây giờ ít xịu người nên là bán ế lắm, con phải lên chợ. Cảm. Dạ. Điện con gấp chừng nào cũng qua mày. Con không biết nữa bà Tư ơi. Mày không hỏi luôn, chừng nào cũng qua mày không sao làm trời. Dạ rồi. Có cần để dừa không ha? Vậy để dừa không? Không ha, ai có để dừa thì nói với con nha. Rồi, cảm ơn cô. Không để dừa nha. Hồi đó giờ mấy cô có ăn cái món này lần nào chưa? Ăn cái đậu mà ăn. Chưa hả? Chưa hả bà Tư? Trời ơi, nãy giờ con không ngước lên nhìn bà Tư luôn á. Hôm qua nó biểu đi mua, bà mua không có ở đâu. Cái này là bánh tiêu, con nhét cái phần xôi này vô nè. Ăn nó cũng giống như là kiểu mà bánh xôi kẹp bánh phồng vậy đó. Nó tương tự vậy đó. Đây, một phần như vậy là 5.000 của bà Sáu hả? Đây, cảm ơn bà Sáu nha. Mãi vô mấy cô ơi, đừng có chen lấn nha. Đắt quá rồi. Đừng chen lấn, đừng chen lấn. Ngon lắm. Đó, làm kìa. Cho cái đi để dừa rồi có liền nha chị, để dừa cái mình về cho ông Tư không ăn, cho ông Tư ha. Bà Tư để dừa không? Để đi chút dừa đi. Rồi để dừa vô, để dừa vô đó, nó béo rồi. Làm mình không đủ vị nó chê nó làm không ngon. Không thôi, để cho nó nóng dừa đi. Để không có dừa để nó cắm lại cắm. Dạ vừa đúng không bà Sáu? Trời ơi, con nói rồi, bà Sáu để vừa đi, ngon lắm. Này, nó hạn vậy nè. Đây, của bà Tư nha. Rồi. Bà Tư ơi, bà Tư mua một cái ha. Con để miếng vừa đi. Đây, đây con để cho. Để vừa cho luôn không Tư nè. Dạ rồi. Dừa, có xôi là phải có dừa, có dừa là phải có xôi. Vậy nha. Bà Tư ơi, bà Tư lấy một cái về, bà Tư ăn thử nha. Xem nó làm sao. Cái bánh tiêu này á, nó rất là nóng luôn, mà ở trong thì cực kỳ là dày nữa. Nó không có bị bọng. Con sẽ nhét cái phần xôi vô cho bà Tư. Cô ơi, ăn thử đi cô ơi. Ăn không được, cái bé không bé ấy. Ngon lắm. Dạ. Điện nó qua bà Tư bớt gấp vừa bắn mấy. Rồi, để con đi nữa con về con kẻ bảo hiểm cho bà Tư nha. Mày nói rồi sao mà nó không qua vậy chứ. Rồi. Sáng hỏi Út mày có hồng nó qua đâu. Dạ. Hôm nay. Rồi, con nhớ rồi. Cảm ơn bà Tư nha. Tiếp tục chị ơi. Mấy cái chị. Hai cái đi. Hai cái nha. Ủng hộ cảnh. Dạ. Chị, bánh tiêu không hả? Để em suy nghĩ đã. Giờ bây giờ bán luôn, thôi bán luôn. Chị ơi, lại đây nè, lại đây nè. Chị lại đây nè. Chị nhỏ nhỏ thôi, biết sao không? Chị la lớn quá, ta đánh em á, tại vì á em bán tới hai cái lận. Mà bây giờ bán lẻ bánh tiêu không hả? Bán lẻ bánh tiêu không? Bánh tiêu không 2.000 một cái. Không, không chuyện được. Mà mới xôi rồi.
bán xôi hả? Bánh tiêu không á thì 2.000 một cái. Ngon lắm ông Út ơi. Nghe tiếng là biết ông Út liền. Một cái nữa. Ông Út mấy cái vậy ông Út? Ông Út hai cái hả? Ông Út quên về sạp đợi con chiếu đi nha. Xíu con sẽ giao tặng sạp cho ông Út luôn. Rồi lấy tiền trước luôn hả? Nhớ nhắc con nha. Lấy tiền đưa trước hết không được. Này bán cá đắt không chị? Cá ít. Cá ít hả? Này có cá gì vậy? Cá bóng, cá lòng tông, tép đồ. À, cá bóng, cá lòng tông rồi tép nữa hả? Ôi ngon quá vậy. Dở dớn hả? Dớn. Đây của chị hai phần nha. Rồi 10.000. Dạ rồi chị Dung lấy hai cái bánh tiêu ha. Này. Này, này. Này. Rồi. Bán luôn 4.000. Chơi luôn. Mấy cái cô ơi. Bác hai cái nha. Rồi có liền. Để con dồn vô cho. Mua đi mấy cô ơi, ăn thử đi, ăn là ghiền á, ngon lắm. vô đây với con. Cái xôi này là xôi rất dẻo mà ngon lắm. Hai cái nữa cổng ơi. Rồi. Cô bác hai, con cảm ơn. Con à nãy ai kêu cô kêu hả? Trời ơi con xin lỗi cô nha, đợi con xíu. Dạ. Ăn bể bụng luôn mà có 5.000 thôi à. Ăn cái này là no luôn, no tới chiều luôn. Xôi không kìa bán không? Bây giờ xôi không hả? Xôi không 5.000. Xôi không 7.000. Dạ. Chị, trời ơi, nãy giờ chị đâu vậy? Chị mới nghe. Mới nghe hả? Vậy là phải gao lên mới được. Xôi bánh tiêu đi mấy cô ơi. Đây, cái này của ai? Đây rồi. Hết tiền không? Hết tiền. Dạ rồi, cảm ơn. Hai cái nữa ha. Ừ, cục xôi không. Với một cục xôi không hả? Trời ơi, xôi không biết đủ không ta? À. Yên tâm theo Mút quay, con nhớ là Mút rồi. Nói rồi, hơn Mút là hồi không có nè, đi là đi đứng xếp hàng đi. Chị lấy mấy cái vậy chị? Hai cái hả? Rồi, đợi em xíu nha. Ông Mút, ông trả tiền rồi. Lấy trước cái, ta đi giao đội, ta đưa bác sau một cái. Đã nhờ giống trước đây, giống trước đây đi. Đây nhường cho ông Út trước luôn. Không ông Út, ông đợi nãy giờ em nói em giao giỏng mà em chưa giao được á. Cái món này đó giờ chị ăn là nào chị? Có ăn rồi ha. Ở nhà nấu xôi bán. À nấu, trời ơi, vậy là hôm nay mình đụng trúng chủ nấu xôi rồi. À cái gì mà bán xôi đậu đen đó hả? Chắc là ngon lắm đây. Xôi đi mấy cô ơi. Cái dừa nha. Từ xôi không rồi. Đây. Cục nữa. Chị ơi, chị gán đợi em xíu nha chị. Em cũng biết nữa, em cứ làm thôi à. Hai cái đi. Hai người thương lượng với nhau đi nha. Em bán cho. Nhường đi nha, nhường nha. Dạ một giấc gì là 5.000 bà Sáu ơi. Bà Sáu mua ăn thử đi nha, ngon lắm. Nay là con bán cái món này là mới lạ luôn. Có xôi, có bánh tiêu, mình thì mình làm gì, mình làm xôi bánh tiêu. Rồi nhường kia, nhường đi. Đây, nhường bên đây, còn một cái nữa. Đợi chút xíu nha.
đúng rồi nè. 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 Mất mối của người ta xíu rồi bán không được một cái rồi. Cảm ơn chị nha. Đủ rồi phải không? Đủ rồi đó. Rồi. Chưa lấy. Cô ơi, không phải mà là chưa có cái nào hết trơn á. Bán từng cặp thôi. Một cặp luôn. Dạ. Một cặp luôn bà ơi, đợi con một chút nha. Bà lại làm tiếp. Dạ, một cặp là 10.000 á bà, một cái gì là 5.000 thôi. Trời ơi, nãy giờ con bán mà con chưa chào hỏi ai luôn. Còn cái nữa, cặp đi. Rồi còn một cái nữa nha. Chết bà không. Nãy giờ mà các bạn ơi, mình đem heo sắp lá chuối mà nãy giờ con chưa vô cái lá chuối nào hết trơn á. Trời ơi. Tại thấy cô nào cũng xách về hết trơn á. Có lá chuối luôn. Ai có nhu cầu ở lại ăn không? Nay là con tiết kiệm, con bảo vệ môi trường á, con không dùng bọc á, mà nãy giờ là con lấy bọc không luôn á. Bảo vệ môi trường ghê nha. Dừa. Rồi cái này của ai đây hả chị? Này hai cái đủ nè. Cho một cục xôi không hả? Một cục xôi không. Một cục xôi không của ai vậy hả chị? Rồi. Có một cục xôi không luôn. Dạ rồi. Một cục xôi. Đây đây là một cục xôi. Còn của bà nữa. Đây, tại vì mình thấy cũng dư xôi á các bạn, nên là bán một cục xôi gì là 5.000. Rồi thì Tú ăn tại chỗ. Tại chỗ, bảo vệ môi trường. Dạ cảm ơn. Cảm ơn nhiều lắm nha mấy cô ơi. Một xôi bánh tiêu đi mấy cô. Bà Sáu hai cái hả bà Sáu? Cái. Rồi, đợi con xíu nha. Dạ. Bà Sáu ở trong nhà bán tập quá mà bà Sáu nghe hả? Nghe nên là ghét ra mua hết trơn á. Xôi này xôi giò hay gì cô cảm? Dạ cái này là xôi gấc á, xôi gấc nó mềm lắm á chị. Dạ. Nó ngọt ngọt rồi, nó không có ngọt quá đâu chị. Ngon lắm. Nó dẻo dẻo á, thường cái xôi này người ta hay ăn với bánh phồng á. Cái này để dừa với đường lên á, một ít đường lên á. Bà Sáu. Xíu nha bà Hai, xíu xíu. Cái đuôi gà vàng vàng. Để xíu con làm cho bà Sáu một cái nữa, con làm cho bà nha. Thôi làm cái dông về chờ lâu rồi. Xíu đi bà Sáu. Ủa gì bà hư mấy vậy bà? Bà Hai. Bà Hai, đợi xíu bà Hai ơi, xíu rồi bà Hai. Gần xong rồi bà Hai, cho bà Sáu về đi, bà Sáu bán tập quá. Xíu thôi, bà Hai hư hả đi bà Hai. Con biết nhà bà Hai rồi. Bà Hai có muốn con giao tặng nhà cho bà Hai không? Dâu, chị giới thiệu đâu, mẹ lên mua cho con. À. Bữa nay ăn xôi mới, xôi gạch của cô Cẩm bán nha. Ăn xôi mới nha, ăn loại xôi mới nha. Bữa nay cô Cẩm ăn xôi với bánh tiêu. Cho ăn xôi với lại bánh tiêu một bữa nha. Ăn là ghiền, là mai mốt là mà mua bánh tiêu là phải kiếm xôi để mua đó. Lẹ vô. Chưa, để con xíu. Nó bị dính. Hết đó, lẹ tay thì còn. Mãi vô mấy cô ơi. Lẹ tay thì còn, chậm tay thì hết. Hồi nãy á, ai mở hàng cho con mà bán đắt dữ vậy ta? Con không nhớ người mở hàng cho con là ai. Vừa nha. Vừa nha bà Hai. Vừa con dâu ăn với Hai ăn rồi. À mua cho con dâu hả? À? Thương con dâu quá trời luôn á. Ăn với cơm quá con. Dạ. Đây con lấy tiền. Ấy còn một cái nữa bà ơi. Một cái nữa, một cái nữa, một cái nữa. Này 5.000 hả? Dạ, 5.000 cái à. Rẻ chứ hả? Rẻ hả bà? Dạ. Trời ơi. Nhưng mà con có lời đó. Con bán là phải có lời con mới bán. Xin nó ngon nè. Ngon ha. Ăn đi con mua nè. Quá đắt rồi. Ăn cô mà cô no luôn rồi cô. No luôn rồi hả? Cảm ơn cô nha. Rồi cô đi bán là bán đắt nha. Bán đắt giống con nè. Rồi cảm ơn nè. Rồi của bà. Chị lấy hai phần ha. Dạ rồi. Lấy cái to nha. Đây để nhét vô. Dĩ Tấn ơi. Dĩ Tấn có mua được cái nào chưa? Hèn chi, nãy giờ con không thèm nhìn quá bánh bó luôn á. Đi bán đi, tao ngồi đây
mà gấp gì? Trời ơi, tội nghiệp ghê. Gì là gì? Gì là người hỏi con đầu tiên luôn. Cô Cẩm bát xôi ngon. Này, em bé cũng thích luôn. Rồi, cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn con. Dạ rồi. Nè, tôi vô một dạ, để em lấy cái này em bao cái tay á. Cái to. Nữ miền Tây bán xôi. Bán xôi, bán xôi sáng cho mọi người ăn, mọi người thưởng thức nha, ngon lắm. Không có xôi hả? Bác Năm ơi, mua xôi đi bác Năm ơi. Không có xôi. Con nghe tiếng là con biết ai liền luôn á. Rồi, của em bé xong rồi. Cảm ơn cô Cẩm. Cô Cẩm để không lấy chung hả? Dạ. Thôi thôi để riêng luôn đi chị ơi, cho nó dễ không nó sẽ bị dính lại với nhau á. Mọi người nhớ subscribe trang của Phụ Nữ Miền Tây nhiều nhiều nha. Nhiều nhiều nha. Cảm ơn cô Cẩm. Dạ cảm ơn chị. Hồi nãy giờ mỏi chân quá trời luôn các bạn ơi. Thì xin lỗi mọi người nha, nãy giờ chưa chào mọi người được tại vì bà con đông quá trời luôn. Cô đợi con xíu nha. Xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Thì hôm nay mình có một cái món rất là ngon luôn. Là gồm có đây là cái bánh tiêu nè. Cái bánh tiêu này thì quá quen thuộc với các bạn rồi đúng không? Còn đây là cái phần xôi gấc. Xôi thì nhìn các bạn cũng thấy rồi đó, nó rất là dẻo và ngon luôn. Nên là mấy chị em mình quyết định kết hợp hai món này lại với nhau. Là gồm có bánh tiêu và xôi thì làm nên một cái món ăn rất là ngon. Giờ sẽ cắt cái bánh tiêu ra, nhét xôi vô cho mọi người xem nha. Nhét xôi vô. Dạ. Sau đó mình sẽ để dừa lên. Ủa đi chợ hả chị? Chị chợ muối gì vậy? Dạ chưa. Bác Năm đợi con xíu nha. Đây cho chị một cái trước đi. Bác Năm lấy mấy cái vậy? Hai cái gì? Chị ăn được không? Dạ. Chị Duyên ăn được không? Con cũng không biết nữa. Con không ăn được, chắc ăn nguyên cái thôi. Cái thôi hả bác Năm? Con cái này con không gành. Mấy bà bầu, mấy bà sanh xong con cũng không gành lắm nữa. Xôi dẻo dữ ha. Dẻo không bác Năm? Quá. Hồi nãy á, lúc mà con đi lên á, bà Chính á, bà nói tao bị đau bao tử á, tao phải ăn xôi lắm, nhớ chừa cho tao nha. Rồi bây giờ con cũng không biết con có để lại cho bà Chính được không. Xôi, rồi ăn xôi đi. Xôi ông ơi. Xôi đi. Này, cô bác Năm nha. Bác Năm dạng thử đi. Ăn một cái là nó tới chiều. Dạ 5 ngàn. Vậy hả? Dạ rồi. Cô ơi, cô lại đây nè. Cô nói làm sao? Bán cái này lấy tiền. Cô mua hai cái hả? Em về cho chồng cô hả? Vậy con để dừa riêng cho cô nha. Để dừa riêng cho cô. Cô bán đắt không? Cô bán số đắt không? Bán đỡ lắm cười. Đỡ lắm hả? Cô có ăn cái món này lần nào chưa? Rồi, mới ăn đó. Mới ăn đó thì luôn hả? Rồi cô thấy nó làm sao? Ngon. Ngon hả? Ngon mới mua nè. Trời ơi, con á là nãy á con có lén ăn thử rồi đó. Con quên xin lỗi cô. Con thấy nó giòn giòn béo béo nè, rồi thơm mùi mè, rồi xôi thì dẻo nữa. Trời ơi, bá cháy luôn. Bá cháy luôn. Con quên để cho con quên con nhét dừa vô. Vậy cô có muốn để dừa riêng không? Con để dừa riêng cho cô nha. Để con lấy cái phần bên đây nó không có dừa nè. Làm này ngon. Mai mốt á, nếu mà mua xôi á là cô nhớ kiếm cái bánh tiêu nha, cô nhét vô. Kiếm bánh tiêu đi. Đây, rồi để con lấy dừa cho cô. Thôi đi, khỏi. Khỏi hả? Thôi, cảm ơn cô nha. Mãi vô bà con ơi. Hình như mình còn thiếu bà Út bên kia một cái bánh tiêu đó các bạn. Mình sẽ làm cho bà Út nha. Làm cho bà một cái. Dì Tấn ơi, dì Tấn lấy một cái hả? Dạ rồi, có liền. Hôm nay hên cái là cô Hương cô nghỉ, nhưng mà có cái chỗ để mình ngồi nè. Bán. Ủa nếu mà con ngồi gì hồi người ta có gấp chợ con không hả dì Tấn? Nếu mà con ngồi gì hồi người ta có gấp chợ con không? À, sáng mới gấp sớm hả? Ôi. Vậy là con hên thì sao con đi giờ này? Làm thêm một cái nữa.
tiêu đi cô ơi, ngon lắm. Đây, trời ơi, nhìn mà hấp dẫn chưa. Để thêm miếng dừa lên nữa. Quá ngon luôn. Giờ mình sẽ đi giao cho bà con nha. Đây, quý vị một cái nha. Rồi để xíu con hối tiền lại nha. Bà Út ơi, bà Út ơi, của bà Út nè. Dạ rồi, trả tiền rồi. Đây, cảm ơn cô nha. Trời ơi, nãy giờ bán quá trời đắt luôn các bạn ơi, tốt cả mồ hôi luôn. Thì số còn lại nè, còn lại được 2, 4, 6, 8, 10, 12 cái bánh tiêu nữa là đã hết rồi đó. Còn ở đây thì cũng còn sôi luôn để mà nhét vô trong mấy cái bánh tiêu này nè. Giờ mình đi gần trước mình bán nha. Thấy chợ này vắng quá, không còn ai nữa trơn á, nên là sẽ đi gần trước bán tiếp. Nếu mà ai mà thích cái món này muốn ăn thử á thì nói với mình nha, mình sẽ bán cho. Bác hai, sôi không? Sôi không? Sôi không? Sôi không? Ngán hả? Con thấy ngon mà. Bây giờ sôi không con sợ không đủ. Sợ không đủ bán mấy hai ơi. Bán bánh tiêu. Bánh tiêu gì ngon lắm. Tại thấy em sợ bánh tiêu ngán. Bác hai ăn chưa? Nãy giờ bác hai ăn chưa? Chưa. Chưa hả? Trời ơi không được. Bây giờ bác hai phải ăn đi. Xôi lúc nào mình ăn cũng được mà hai cái này lại nó lạ lắm. Khác lạ hơn ta lắm đi. Bác hai có cần bọc không? Thôi đưa đây đây. Ăn luôn đi ha. Con hết bọc rồi. Con đi mua thêm mới được. Này bác hai bán món gì vậy? Bánh mì, bán bún, bán gì tùm lum hết. Bán thịt nướng. Bán tùm lum hết hả? Cái này chảy rồi hết rồi. Nãy giờ ngồi có chỗ một nè cô ơi. Tại cậu nhóc chơi hết rồi hết. Nóng luôn kìa. Còn nhiều lắm. Chưa có hết. Đây. Dạ 5.000, ngon quá. Rồi con cảm ơn nha. Bà ơi, mua sao bánh tiêu đi bà ơi. Hai gói nha. Dạ rồi. Giờ làm gì trước con cũng không biết nữa. Con lấy lá ra. Con hết bọc rồi. Cô dùng lá nha. Kiếm cái tò cho cô. Điếm bà làm. Dạ điếm. Dạ tại bánh tiêu này là thường ngày là con đếm mà con có cái chỗ ngon ở bên sông á. Là trội ăn là ghiền luôn. Dạ xôi, xôi thì mình nấu nhưng mà bánh tiêu thì mình đếm. Xôi này dẻo quá. Ăn bọc như là nhiêu? Dạ 5.000. Dễ mà ngon nữa. Cô, cái màu cam này là xôi gì hả cô? Xôi gì? Không. Màu cam này nè, là sao mà nó có cái màu cam này bà ơi? Nó có màu cam mà mình màu cam, nhưng mà mình làm từ cái gì ra á, sao mà nó có cái màu này á? Bằng ống màu làm gì ông gì? Con không có làm ống màu đâu. Không có màu gì bà ơi. Bà biết gì không? Bà biết gì không? Ra màu cam được. Chay gớt cơ. Hả? Ồ, ghê chưa, ghê ở chưa. Ra mày làm gì ra màu cam? Mày nói ống màu làm gì á? Không có làm bằng ống màu đâu, làm bằng cái trái gốc á. Cái trái ấy nha. Dạ, cái trái có màu cam cam đó. Không biết rồi, không nói rồi đằng này đâu cũng biết. À. Chọc mấy cô xíu à. Bà ơi, bà mua bao nhiêu? Tao cho bánh gói đi. Gói đi ha. Dạ, cái bánh này nè. Cái bánh nào? Cái bánh này ha. Rồi cho bà lựa luôn. Ờ, để sao nhiều ha, cho nó cho ủa gì cô không ăn hả? Không, nhất cái giò mà không có mì xôi. Nhất cái giò không ăn xôi hả? Nên là mua cho chồng ăn ha. Trời ơi, quá trời cưng chồng luôn. Không cưng đi cả, bạn cái nuôi mình không cưng. Nuôi mình hả? Không nói cho mình mà mình thương được. Vậy thôi thương tiếp đi bà ơi. Vậy bán vậy rẻ. Cô ơi, mua đi cô. Sao cô bỏ đi vậy? Cầm cái gì đây chứ cầm. Dạ chưa. Xíu đi, xíu đừng nói bà nghe. Xíu nữa. Chỉ có 5.000 một phần thôi. 5.000 một phần thôi, kiếm cái nào to cho cô. Cô lấy mấy cái cô. Cô có ăn không? Ăn xôi không? Cô không ăn hả? Con nhỏ này nó đòi ăn, quên nó đòi lại đây nó đòi.
vậy? À, hít hả? Bọc của con vậy? Dạ, bọc của con mà nó gắt rồi. Mà sao không? Nó lại lại. Nè bà ơi. Mấy cái này. Ừ, vậy cho nó có vệ sinh đồ chút. Rồi, 5 ngàn một cái thôi. Dễ mà. Dễ mà ngon nữa. Dễ mà ngon. Cô sai không? Sao bánh tiêu? Rồi, máy vô mấy con ơi. Sắp hết rồi. Chậm tay thì hết nè. Chậm tay là hết đó. Nè. Dạ rồi, con cảm ơn. Cái cô kia con hồi nãy cô thấy cô muốn mua á. Mà giờ cổ đi đâu rồi? Cái này mang cái da thịt đây nha. Ui da nhột bà, da. Cái này con mập lên mấy ký á bà ơi. Mập á. Mập gì đẹp. Mập gì đẹp ha. Ừ, gì đẹp rồi đừng mập đó. Rồi, cảm ơn bà nha. Vậy thôi giờ con đi dài dài về con bán bà ơi. Tủ non hả? Trời hết tủ non ha. Dạ. Thôi bây giờ ở đây hết khách rồi con đi bà ơi. Đi về. Ở mấy người bên đây nó qua con mua trơn rồi. Dạ. Cái mâm còn có nhiều à? Ờ. Ế à. Mấy cái. Dạ, 2 4 6 8 cái. Con đi về nha. Con đi nha. Cảm ơn bà nha. Vậy thôi giờ mình với các bạn đi nha. Đi bán nha. Bà ơi. Hai gói. Yeah. Lên bán tiếp. Dạ rồi. Bà hai bao hết đi. Đó, ông Rịa, trời ơi, nhắc tới chuyện mà thương chồng thì phải có bà Tư. Sao vậy bánh tiêu? Thôi. Bánh tiêu ngon lắm đó. Bà ơi, bà hướng mấy vậy bà? Bảy. Bà Tư thương chồng lắm á. Cái này con, cái này ha. Rồi. Bởi vì á bây giờ là bà Tư á mua về cho chồng bà Tư nè. Rồi bánh này sâu này ngọt không? Trời ơi, cái gắt ngon chết. Sao chứ rất ngon lắm. Dạ, nó không có ngọt lắm đâu, bà đừng có lo. Cái này tôi biết nha. Để mà ngổ cuộc đó, nó bạo đó. Chứ không biết 5.000 cái vậy đó hả? Dạ. Bà hai ơi, bà hai có cần bọc không? Thôi khỏi. Khỏi hả? Cái bọc cho bà. Chúng ta là không gần làm được. Con để đây một cái nha. Ừ, thôi rồi, để khỏi cần bọc cái lá. Mấy cái? 2 cái. Dạ, 5 ngàn một cái. Cái bánh tiêu chứ là sâu 5 ngàn. 5 ngàn một cái bà Tư ơi. Sáng giờ bà, hồi dục đi. Sáng giờ bà Tư bán rau đắt không? Bán thì cũng sống được. Sống được hả? Cái đó hả? Đó lửa rồi đó. Ôi, nó mỏi cái giò. Ngồi xuống đi bà Tư. Lấy cái đựng cái cái. Ờ cái đó ngon rồi đó, còn bút hoài gì. Hai cái luôn. Lựa. Cái một. Cái một. Cái một mà mua cho chồng mà. Có đây tôi mua. Đây là con cũng ngon lắm tiêu. Nó béo béo mà. Bánh tiêu bánh tiêu bánh tiêu. Dạ một cái nữa ha. Cảm ơn bà. Bà lấy cái nào bà thích cái nào. Cái này đi ha. Bà ơi, mua bánh tiêu. Leo rồi, giờ có bánh tiêu, leo 5 ngàn ký. Mua bánh tiêu. Bà nó bán 5 ngàn ký đó. Cái gì nữa chị ha, không? Chị Tấn ơi, có thể cho con xin vài cái bọc được không? Dạ rồi, con cảm ơn bà. Bây giờ con chuyển qua con xin luôn rồi, hết bọc rồi. Ôi ngon quá đi, con cảm ơn. Dạ 5.000 một cục. 5.000 cục hả? 5.000 một cái. 5.000 một cái hả? Không phải là một cục đâu. Ăn no tới chiều không? Dạ, ăn một cái là no tới chiều. Vậy hả? Anh Anh Thành. Dạ rồi. Rồi. Một cái nào, một cái nào. Từ nào giờ chưa ăn xôi với bánh tiêu em bữa nay. Của tôi. Rồi thì con lấy nhiêu con làm cho bà nè. Cái đi. Để con xíu nha. Con cái là bự nhất rồi lấy. Xí con mỏi quá con ngồi luôn cái đó. Trời. Nhất bán 4.000, nhỏ nhất bán 5.000. Nhỏ rồi bán 4.000 ha. Mà đâu có quá bự rồi. Con cái 5.000 lớn lắm. Ờ cái này nó đều là một cục bột với nhau. Cục là cục con nhắc cục nhỏ bự. Không phải để cân á thì bằng nhau nhưng mà chiên cái có cái nhỏ cái lớn nó không đều lắm. Đây của bà Tư mua về cho chồng bà Tư. Bán cho con dâu tôi một cái nha kìa. À con dâu bà Tư đâu, con dâu bà Tư đâu đây hả? Ôi bà Tư bánh tiêu nhỏ thì con sẽ để xôi nhiều cho chú đúng không chú? Đúng rồi, vậy là hay đó thì quá thông minh luôn. Chỉ có con thôi. Hay, cảm ơn chủ nha.
Còn hai cái cuối cùng bà ơi. Ngán no luôn. Đây, còn hai cái cuối cùng á, nếu mà gan trước á các bạn mình bán không được á thì mình sẽ đem về cho bà Chính nha. Bán cho bà Chính. Chợ dân mà nó bán hết rồi còn hai cái cuối cùng. Con làm luôn. Làm luôn đi. Cho hết cháu luôn đi. Làm luôn. Hồi nãy á, bà Chính bà dặn con á, bánh ra bánh rồi mở ra để xong được. Được rồi. À, ai nói gì mọi người? Sao chị? Nè chị mua hả chị? Bà ơi chị mua kìa. Con có bán bà 7 luôn đi rồi về luôn. Dở chưa bà? Ta mua vô cho cái nội nó ăn đủ giờ á. Đầu tiên cái trang á. Vô lấy nè. Đầu tiên gì vô lấy nè. Đâu kia đâu kia đâu. Mua kìa. Đây xong rồi nè. Vừa nhắc là đang nhiều ta. Vừa nhắc ăn vừa không chị? Hít vừa không? Quá chị vừa luôn nè. Có gì để nấy. Chị. Ủa nay giờ chị dặn em hả? Trời ơi em không nhớ luôn á. Em không nhớ cái gì luôn á. Xin lỗi chị nha. Đây. Ăn thử đi nha, ngon lắm. Bà ơi. Cộng như vậy bà bắt đi. Bà đừng có chứ, cho bà mẹ đi. Cho bà một cái hả? Ừ. Rồi luôn, hết luôn. Bà có thể, con có thể bán cho bà một cái. Còn bao nhiêu xôi con đem về cho bà Chính được không? Nha. Tại vì bà Chính bà dặn á. Nhiều dịu chút đi. Nhiều dịu chút đi. Mạnh vô. Mạnh người đó bà ơi. Bà mua về cho ai vậy? Mua cho cháu. Mua cho cháu này chậm rồi đó. Mua cho chồng, mua cho cháu. Bà có cái bọc không ta? Có. Con hết bọc luôn rồi. Để gì nè? Để lên cho bà nha. Rồi, nhờ gọi đây hồi ép bà được thêm cái nữa. Bảy mái sâu lắm. Bảy mái sâu đừng ấy giờ. Hết rồi bà ơi. Của bà Chính. Bà không có ăn xong. Cái này của bà Chính rồi. Bà dặn nha. Dạ. Đây. Thông cảm cho con nha bà ơi. Đây còn một gói cuối cùng, lát con đem về cho bà Chính nha. Chính đâu? Bà Chính ở dưới đuôi á. Dạ, bà bị bao tử nên bà thích ăn xôi lắm. Bà Chính đẩy quá. Giờ con dính tiền nha bà. Này trời ơi, nay bán quá trời tiền luôn các bạn ơi. Nấu đặn. Quá trời tiền luôn. Toàn là giấy 10.000 với 5.000 không à. Tại vì nay bán xôi 5.000 á, nên là toàn là giấy 10.000 với 5.000. Còn ngày nào con bán 2.000 á thì toàn là giấy 2.000 không à. Chưa có bán không chưa? Dạ không. Về con mua đồ ăn. Bà ơi, nếu mà con bán mà lời quá, bà có ra cạnh tranh với con không? Không, bởi vì là bằng thì đảo, bởi đâu có bằng chuyện gì cỡ, ở không. Hết bằng nổi rồi hả? Cái này con nuôi. Hết bằng gì cái tiền. Còn xong tiền con thuốc cho mình. Quá trời tiền luôn. Giờ con đếm tiền xong con về nha. Này quá trời vui luôn, bán có chút xíu à. Ngồi có một chỗ một là hết rồi. Không cần phải đi đâu luôn á. Vô đây là hết nha. Dạ, bởi vì khoái lên đây lắm. Bán nó nhanh. Ở chợ, ở dưới nhà vô con á, lưa hơi. Bán dễ lắm, bán gì chưa, bán dạ mắc mắc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nhiều chứ ta. 18 rồi đó, 18 chứ. Đây, 19, 20. Còn cái này là tiền lẻ, tiền nãy. Tiền nãy con đem theo. Trời ơi, nay bán được 200.000 luôn các bạn ơi. Thì trong đây thì để về tính với chị An coi là mình lời được bao nhiêu tiền nha. Tại sáng chị An mua bánh tiêu giúp cho mình đó. Thì thôi con đi về nha. Nay bán quá trời vui luôn. Nếu mà các bạn thích thì nhớ like đăng ký kênh để ủng hộ nha. Bye bye. Con về nha bà.